Dạ quá, ngươi làm mua giết con ta. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải chết dưới trảm hồn đạo của ta. Sao đêm nay ta cứ bồn chồn không yên? Dạ qua, dạ qua. Đã ngủ rồi sao? Lại đi. Dạ qua. Dạ qua gắng gượng đi. Cố gắng lên. Dạ qua. Dạ qua tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi. Dạ qua. Chẳng sao vậy dạ qua? Dạ qua. Dạ qua, chàng hãy đợi tiếp. Ngươi là ai? Dạ qua đâu? Dạ qua đâu? Tại sao ngươi lại biết thái tử hả? Nói mau. Tôi không quen vị thái tử nào hết. Tôi chỉ muốn tìm dạ qua mà thôi. Dạ qua đang ở đâu? Ổn sự. Tên của thái tử là để cho ngươi gọi sao?
xin phụ quân bớt giận. Thiên quân bớt giận. Quỳ xuống. Bổn quân vẫn chưa cho người đứng lên mà ngươi dám tự ý đứng lên. Ngươi có biết đây là đâu hay không vậy? Đây là thiên cung. Thiên cung. Ngươi là ai mà dám lớn tiếng trong thiên cung này? Giờ không có ai có thể bảo vệ được ngươi đâu. Kể cái Dạ Hoa, nó cũng không có gan binh vực cho ngươi. Người đâu? Dạ. Dạ. Đem người này dứt vào tháp tỏa yêu. Rõ. Đừng mà. Đi. Xin người hãy cứu tôi. Ngươi là nữ nhân của Dạ Hoa sao? Tôi và Dạ Hoa đã từng bái thiên địa. Bây giờ trong bụng tôi còn đang mang cốt nhục của chàng. Người có thể đưa tôi đi tìm chàng được không? Đưa tôi đi tìm chàng đi. Người nói cái gì? Đứng lên. Đi theo ta. Quỳ xuống. Điện hạ, trong bụng cô ta quả thật có cốt nhục của Dạ Hoa. Chàng chắc chắn đó chứ? Chàng không lầm chứ? Điện hạ, chàng cũng biết rõ, trên thiên cung này ngoài Dược Dương ra chỉ có Tiếp là bắt mạch giỏi nhất. Phụ quân, trong bụng của cô ấy quả thật có cốt nhục của Dạ Hoa. Dạ Hoa bây giờ không biết là còn sống hay đã chết. Xin người hãy giữ lại cốt nhục của Dạ Hoa. Không được. Dạ Hoa và cô ta đã vi phạm thiên quy. Con còn kêu ta tha cho nó, làm vậy là bắt bổn quân thiên vị vì tình riêng rồi. Nhưng trong bụng của cô ta đang có cốt nhục của Dạ Hoa mà. Nếu không, để cô ta sinh đứa bé ra rồi hãy trừng phạt. Nếu không, Lạc Tư tự nguyện thay cô ta chịu phạt. Phụ quân, là Nhi thần không biết vậy con. Nhi thần cũng nguyện chịu sự trừng phạt thay cho phạm nhân. Mong phụ quân giữ lại huyết mạch của Dạ Hoa. Đưa người phàm này nhốt vào cung Chi Hoa không có người ở, canh phòng cẩn thận. Tạ phụ quân. Tạ phụ quân. Dược Dương, nhanh lên, thái tử tỉnh rồi.
Nạn kiếp lần này của điện hạ coi như qua rồi. Dương Dương, ngươi ra ngoài trước, ta và thái tử cần nói chuyện. Nhưng ra ngoài trước đi. Dạ. Nào, Tam thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tổ thú đâu? Dạ qua con nghe ta nói, 3 ngày trước khi con bị thủ lĩnh giao nhân tộc chém bị trọng thương, nương tử người phàm kia của con đã sống ra ngoài tiên chướng mà con bố trí. Thúc nói cái gì? Rồi sao? Vì cô ta sống ra ngoài tiên chướng nên bị phụ quân phát hiện. Thiên quân, thiên quân! Dạ qua, dạ qua, dạ qua, con nghe ta nói đi. Buông ra. Con nghe ta nói, con muốn bảo vệ cô ta thì con phải sống thật tốt cho ta. Nếu con mà mất mạng thì cô ta chỉ có con đường chết thôi. Cô ấy vẫn còn sống chứ? Còn sống, còn sống, cô ta vẫn sống. Trong bụng cô ta có cốt nhục của con, nên tính mạng hiện giờ của cô ta sẽ không sao đâu. Giao nhân tộc bị diệt vong rồi, con dưỡng thương thêm mấy ngày rồi quay về thiên cung. Không thể, không thể về gấp được. Con không muốn gặp cô ta sao? Thiên quân đã biết chuyện của con và cô ấy thì tụi con sẽ khó mà ở bên nhau. Bây giờ cách duy nhất để bảo vệ tính mạng cô ấy chính là để thiên quân thấy rằng trong lòng con, cô ấy không là gì hết. Người nói cái gì hả? Thái tử điện hạ trong ngày đầu tiên giao chiến đã bị thần đao của tên thủ lĩnh giao nhân tộc chém trọng thương, hiểm nguy mịt mù. Tam điện hạ lo chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến nên đã không cho ai biết. Vậy bây giờ thái tử sao rồi? Theo chẩn đoán của Dược Dương, thái tử điện hạ tạm thời vẫn giữ lại được nguyên thần. Vậy tốt rồi. Ngươi luôn theo sát bên thái tử, nhưng lại để cho thái tử rơi vào nguy hiểm, suýt mất cả tính mạng. Đợi sau khi đại quân hồi cung, ngươi tự đến chỗ Phổ Hóa Thiên Tôn lãnh phạt đi. Dạ. Khoan đã. Thiên quân đã gửi đi thiếp mời dự pháp hội của Linh Bảo Thiên Tôn, giờ người của Tứ Hải Bát Quan cũng sắp sửa đến thiên cung rồi. Bổn quân vài ngày nữa mới có thể đến Trường Hải. Ngươi dặn Tam điện hạ chăm sóc nó cho tốt. Dạ. Nương nương, chúng thần nhất định phải gặp quân thượng. Bây giờ dù trời có sập xuống, quân thượng cũng sẽ không đến đây. Nương nương, thái tử thiên tộc suýt nữa là mất mạng trong tay giao nhân tộc rồi. Giao nhân tộc dù sao cũng là một nhánh của Dực tộc ta. Nếu thiên tộc trách tội xuống, Dực tộc chúng ta sẽ gặp đại nạn ập xuống đầu đó. Năm kình thương bị phong ấn, Dực tộc cũng không bị đại nạn ập xuống đầu. Giờ cũng sẽ không đâu. To gan, dám gọi thẳng tên của Dực quân. Ngươi mới là gan to hơn trời. Đã 7 vạn năm trôi qua, nhưng trong mắt của ngươi chỉ có kình thương, không có quân thượng. Bây giờ ai mới là chủ nhân của đại tử Minh Cung Dực tộc này? Xin nương nương thứ tội, ta cũng không thèm hơn thua với các ngươi. Nương nương, đây là thiếp mời do thiên cung gửi tới. Thiếp mời? Nói là Linh Bảo Thiên Tôn của Thượng Thanh Cảnh muốn mở pháp hội, cho nên người gửi thiếp mời tới quân thượng.
cô sai người đi là được rồi, không cần đích thân tới nhân gian tìm ta. Từ lúc giao nhân tộc bị quỷ diệt, trong cung đã đại loạn. Những lão thần đó sợ thiên tộc cho là giao nhân tộc có liên quan đến vật tộc ta, sẽ trút oán giận lên vật tộc. Bọn họ không tìm được quân thượng, cả ngày cứ tới làm phiền thần thiếp. Thần thiếp cũng bất đắc dĩ, mới mượn chuyện gửi thiếp mời để hỏi quân thượng lúc nào mới quay lại vực giới. Ta sẽ tới thẳng thiên cung. Quân thượng định tới thiên cung giảng kinh luận đạo sao? Ta biết giảng kinh từ lúc nào chứ? Biết được đạo lý từ khi nào hả? Ta chỉ muốn đến để nhận tội. Nhận tội với thiên tộc đó. Dù cô có đưa ra lý do gì, thì việc tự ý lấy đi binh phù vẫn là tội lớn. Niệm tình hai chúng ta là phu thê, bổn quân sẽ không trị tội cô. Cô quay về cùng hối lỗi tiếp đi. Quân thượng, chạy không thể đối xử với thần thiếp như vậy. Trong bụng thần thiếp đã có cốt nhục của chàng rồi. Cô nói cái gì? Sau đêm đó, thần thiếp đã mang cốt nhục của chàng. Sao có thể chứ? Đương nhiên là có thể chứ. Chàng không muốn có đứa con này sao? Chàng sắp sửa được làm cha, lẽ nào chàng không thấy vui? Quỳ nữ ngóng chờ bảy vạn năm rồi, mới chờ được ngày hôm nay. Bỏ đi, bổn quân về cùng với cô. Sao ra nông nỗi này? Sao lại như vậy? Đi. Dạ. Điện hạ. Điện hạ. Ra ngoài. Cô chẳng qua chỉ là một tiểu thiên phi của phụ quân ta thôi, lại dám xông vào tẩm cung của trữ quân. Mau cút đi cho bổn quân. Dạ Qua, nói cho ta biết Dạ Qua còn sống hay không. Chàng còn Dạ Qua, xin chàng đừng chết. Dạ Qua, Dạ Qua, thiếp xin chàng Dạ Qua, chàng nói câu gì đi được không? Dạ Qua, Dạ
Dạ qua chẳng nói gì đi. Dạ qua chẳng nói gì đi mà. Dạ qua. Dạ qua. Dạ qua. Cái gì? Thái tử có một nữ nhân ở phàm giới? Chuyện này không được tùy tiện nói ra. Nhưng ngày ấy đã có hôn ước với cô của ta rồi, sao còn đi chọc ghẹo nữ nhân khác nữa chứ? Tiểu điện hạ, ngay cả vua chúa dưới nhân gian cũng có 3.000 hậu cung, huống hồ là thiên quân tương lai. Dù là thái tử không tự đi tìm thì sau này cũng phải có rất nhiều thiên phi mới có thể duy trì huyết mạch của thiên tộc này được. Nói bậy, duy trì huyết mạch gì chứ? Trước giờ Thanh Khâu ta luôn là một phu một thê, cũng đâu có chuyện gì xảy ra. Không được, ta phải tìm cô hỏi cho rõ. Khóa rồi. Cô còn sống không vậy? Ta là Bạch Phượng Cửu Thanh Khâu. Cô chính là nữ nhân mà Dạ Qua che giấu ở phàm giới đúng không? Lúc nãy cô nói Dạ Qua à? Tất nhiên rồi. Dạ Qua là thái tử điện hạ. Ở thiên cung này ai mà không biết thái tử chứ. Chàng có còn sống hay không? Ta không biết. Cả cô cũng không biết sao? Ngay cả cô cũng không biết sao? Dạ Qua. Đợi một chút, ta còn chuyện muốn hỏi cô đó. Cô đừng có khóc mà, cho ta hỏi đã. Cho ta hỏi đã. Thiên quân không cho phép chúng ta nói chuyện với người phàm, cũng không cho nói chuyện này ra ngoài. Giờ nhân lúc thái tử điện hạ không có ở đây, hay là chúng ta... Không được nói, không được nói. Cô quên chuyện của Bắc Hải Thủy Quân rồi sao? Đúng ra phải thấy tức giận thay cho cô. Nhưng sao trong lòng tự nhiên buồn vậy ta? Thật ra người phàm này cũng rất đáng thương. Không ăn, ta không ăn. Ta muốn gặp Dạ Qua. Quân thượng, chàng muốn lên thiên cung thật sao? Giao nhân tộc là phương nhánh của Dực tộc, tuy đã tách ra suốt 7 vạn năm, nhưng lần này khiến cho thái tử thiên tộc bị thương, ta cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm. Ta muốn nhân pháp hội của Linh Bảo Thiên Tôn lên thiên cung tạ tội, để đỡ liên lụy tới Dực giới. Thiếp hiểu rõ, quân thượng đều là vì Dực tộc. Nhưng trong 7 vạn năm nay, thời gian thượng thiếp vui vẻ nhất chính là 3 ngày qua. Thiếp không nỡ để chàng đi. Nàng điều dưỡng cơ thể cho tốt. Du Yên, vì sao Dực hậu chỉ mới mang thai thôi đã khó chịu như vậy hả? Dực hậu là người của tiên giới, đứa bé trong bụng là người Dực tộc, cho nên sẽ có lúc khí huyết trong người xung đột. Thần cho là Dực hậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, qua mấy tháng nữa tự nhiên sẽ khỏe lại. Vậy thì tốt, để vui ở lại chăm sóc cho nàng. Không, quân thượng từ lúc kế vị đến nay chưa từng đi tới thiên cung. Nếu lần này quân thượng tới Dực pháp hội thì đương nhiên là Dực hậu cũng phải đi cùng với quân thượng người chứ. Đứa bé trong bụng nàng là người Dực tộc, vốn đã xung đột với thiên khí của nàng. Nếu còn đi tới thiên cung, cơ thể sẽ càng khó chịu. Quỳ nữ không sao, nữ nhân ở phàm giới mang thai cơ thể có lúc không thấy thoải mái. Quỳ nữ là Dực hậu, sao có thể không chịu được những điều này. Được rồi,
hội hết 7 lần 7, 49 ngày Dược quân sẽ ở tại đây. Nếu có yêu cầu gì xin dặn dò nô tỳ. Đa tạ tiên tử. Vậy nô tỳ xin cáo lui. Xin hỏi vị tiên tử này, người có biết hoa sen hàng nguyệt mà Dực Giới đã tặng 7 vạn năm trước hiện đang ở nơi nào không? Hoa sen hàng nguyệt ở trong hồ sen bên cạnh Chiêu Hoa Điện. Ờ, vậy ngươi có thể dẫn ta đi xem một chút không? Dạ được. Ta đi rồi về ngay. Quyền nữ chỉ là có chút không thoải mái, không thể đi cùng quân thượng. Ừ. Ngươi ở lại với nàng ấy. Ừ. Sẽ có cách bảo vệ đứa bé trong bụng bổn cung sao? Sao bụng bổn cung có đau như vậy? Có lẽ mấy năm nay nương nương là tiên nữ, nhưng ở lại Dực Giới quá lâu, cơ thể chịu không ít thương tổn, không thích hợp để mang thai. Không thích hợp? Vậy bây giờ bổn cung đang mang cái gì đây? Nương nương, Thần đã không còn cảm nhận được thai tâm của tiểu hoàng tử nữa rồi. Người nói cái gì? Đường đường bớt giận, những lời thần nói đều là thật. Tiểu điện hạ đã không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống rồi. Theo thần thấy, nương nương vẫn nên quay về Dực Giới. Thần sẽ kê một đơn thuốc cho nương nương để bỏ tiểu điện hạ. Nương nương à, đã đến nước này rồi, nương nương vẫn nên đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu. Không được, ta nhất định phải giữ đứa bé này. Ngươi không nhìn thấy sao? Quân thượng 7 vạn năm nay chưa từng ân cần chu đáo với ta. Ta nhất định phải giữ đứa bé này, phải giữ được. Ngươi không được phép tiết lộ điều này, nếu không ta sẽ lấy mạng của ngươi, lấy mạng cả gia tộc nhà ngươi. Thật nhất định sẽ giữ kín bí mật. Dực quân, Linh Bảo Thiên Tôn. Ta và Dực quân chắc cũng mấy vạn năm không gặp nhau rồi. Khi nãy nhìn thấy bóng ngài, ta còn bán tính bán nghi nữa. Đúng rồi, 7 vạn năm rồi. Ta còn nhớ lần đầu bổn quân và Thiên Tôn gặp nhau chính là ở Cung Luân Hư. Ban nãy ta nghe mấy nữ tỳ nói Dực quân vừa mới đến, sao ngài vừa đến lại có nhã hứng đến vậy, vội vàng đi ngắm hoa sen này. Đếm xem hoa sen ở giữa tháng lạnh này có chịu nổi hay không, chỉ sợ nó không quen với hồ ở Thiên Cung. Thật không ngờ Dực quân cũng là một người tinh tế tỉ mỉ như vậy, có thể vì một bông hoa mà để tâm lo lắng. Cháy rồi. Người đâu? Chiêu Hoa Điện. Người đâu? Dập lửa. Mau tìm người đâu? Dập lửa. Còn một người bị nhốt ở trong. Sao lại cháy lớn như vậy chứ? Cháy
đều là do quả kỳ lân gây ra. Mong Thiên Tôn thứ tội. Dược Quân không cần tự trách mình. Cô nương này có bị làm sao không? Vẫn còn chưa rõ. Tạm thời tôi đưa cô ấy về thành cảnh trước để du y xem thử. Tư Âm. Tư Âm. Sao cô ta lại ở đây? Không, không thể nào. Quân thượng, cô ta nhất định là người thiên tộc biến ra, nhất định là vậy. Bọn họ biết quân thượng và Tư Âm thượng tiên rất thân thiết, cho nên đã biến thành người giống Tư Âm để lừa chàng đó. Du Y, quân thượng, mau, mau chữa thương cho nàng ấy. Nàng ấy bị Hồng Liên nghiệp quả làm bị thương, mau lên. Dạ. Nàng ấy sao rồi? Nàng ấy tuy là thần tiên, nhưng nếu trúng phải Hồng Liên nghiệp quả thì rất phiền phức. Người xem có cần? Quân thượng, đây là một người phàm. Cái gì? Người phàm? Người phàm? Đúng vậy Điện Hạ, nàng ấy không phải là thượng tiên, chỉ là một nữ nhi chốn nhân gian. Người chắc chắn sao? Dạ. Không có chút tiên khí, đúng là một người phàm rồi. Là bổn quân hồ đồ, đến cả thần tiên và người phàm cũng không phân biệt được. Trị thương cho nàng ấy đi. Dạ. Nếu nói gương mặt này giống Tư Âm, chỉ bằng nói giống Bạch Thiện thì đúng hơn. Cũng may là không phải cô ta. Vào đi. Quân thượng, thần sai rồi. Ngươi cũng biết đây không phải đại tử minh cung của Dực Giới, mà là Cửu Trùng Thiên. Sao người dám ở thiên cung sử dụng Hồng Liên nghiệp quả hả? Thần đi qua cửa cung bị bảo quan đó thì cảm nhận được một mùi rất là quen, nên mới lẻn vào trong. Nhìn thấy cô nương này bị nhốt ở trong tẩm điện còn khóc nữa, cho nên thần mới muốn cứu cô ấy ra. Nhưng khóa cửa lại là loại sắt ngàn năm, pháp thuật không bẻ được. Cho nên ngươi dùng lửa đốt sao? Không phải quân thượng từng nói Hồng Liên nghiệp quả của thần có thể thiêu cháy vạn vật sao? Không sai, đúng là có thể thiêu cháy vạn vật. Nhưng ngươi thì vẫn chưa thể khống chế được sức lửa. Ngươi muốn dùng lửa thiêu cháy dây xích, đương nhiên sẽ cháy lan đến tẩm điện. Bỏ đi, chỉ mong thiên quân không hỏi tội chuyện này thôi. Dạ qua đâu? Đây là đâu? Cô đừng để thấy đỡ hơn chưa? Ngài là ai? Ta là Dực Quân Ly Kính. Vừa rồi là kỳ lân của ta vô tình gây ra quả hoạn. Thành thật xin lỗi cô. Thì ra là ngài gây quả hoạn sao? Tôi còn tưởng là bọn họ muốn lấy mạng tôi chứ. Bọn họ?
mấy tuổi rồi? 7 vạn 300 tuổi. 7 vạn 300 tuổi. Tỷ tỷ à, mùi hương hoa đào trên người tỷ thơm quá à. Người phàm như cô sao lại ở thiên cung chứ? Tôi bị họ bắt lên đây. Các người đã gặp Dạ Hoa rồi đúng không? Chàng ấy hiện đang ở đâu? Bây giờ chàng ấy sao rồi? Dạ Hoa, cô là gì cô Thái Tiểu Điện hả? Ta là mẫu phi của Thái tử Điện Hạ, Lạc Tư Nương Nương. Tham kiến Lạc Tư Nương Nương. Dực quân không cần đa lễ. Nghe nói Dực quân cứu đi một người của bổn cung, nên ta đến đây để đa tạ. Nhân tiện xin Dực quân trả lại người. Cô nương này là người trong cung nương nương? Đúng vậy. Nữ nhân này đã vi phạm cung quy, bổn cung giam cô ta trong chiêu qua điện sám hối, không ngờ lại gặp phải quả hoạn, được Dực quân cứu giúp. Các ngươi mau đưa cô ta đi đi. Dạ. Bổn cung cáo từ. Nương nương thông thả. Quân thượng, cô nương đó hiện đang mang thai, e là... Mang thai? Quân thượng, thiên tộc xưa nay rất trọng thiên quy, bây giờ trong thiên cung lại giam giữ một người phàm, người đó lại còn mang thai nữa. Chuyện này nhất định không đơn giản đâu. Lần này bổn quân tới thiên cung vốn là để thỉnh tội, còn về những người khác bổn quân cũng không thể giúp gì được. Lạc Tư Nương Nương, hôm đó ở trên đại điện, ta liều mạng cầu xin cho ngươi, không phải là vì ngươi, mà là vì trong bụng ngươi có cốt nhục của Dạ Hoa. Ngươi hiểu chứ? Tôi hiểu. Nhưng mà ở dưới phàm giới, tôi và Dạ Hoa đã lập lời thề trước đại quan, cùng bái thiên địa. Chúng tôi đã là phu thê rồi. Nó là thái tử thiên tộc, sẽ có nhân duyên định sẵn của mình. Chuyện các ngươi làm ở phàm giới sẽ không được tính. Nhưng ở dưới phàm giới thì đó. Hỗn xược. Khi bổn cung chưa nói xong, ngươi chỉ được ngồi nghe. Đây là quy tắc của thiên tộc. Dạ. Tham kiến Thiên quân. Tố Cẩm, đưa bổn quân vào gặp thái tử đi. Dạ. Không cần hành lễ. Sao lại không cẩn thận khi hành sự vậy? Là do Tôn Nhi quá vội vã. Thiên binh vừa đến Trường Hải đã cho khai chiến trong đêm, đã đi nước cờ quá nguy hiểm rồi. Tôn Nhi tình nguyện chịu phạt. Phụ quân, Dạ Hoa lần này bị chém tới suýt chết, đã làm dấy lên ý chí chiến đấu của các tướng sĩ. Họ chỉ cần 3 ngày đã giành được thắng lợi, Dạ Hoa coi như cũng lập được công lớn.
Các ngươi lùi xuống đi. Dạ. Dạ. Mấy hôm trước ta có đưa về một người phạm, trong bụng của ta có cốt nhục của con. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Người thiên quân nói tới có phải nữ nhân ở núi Đông Quang Tuấn Tật không? Đúng vậy. Lúc Tôn Nhi phụng chỉ đi tiêu diệt Kim Gây Thú bị trọng thương, được cô nương phàm giới này cứu giúp, cốt nhục trong bụng cô ấy là ơn mà Tôn Nhi báo đáp. Nếu chỉ là trả ơn thì cũng không có gì. Tương lai còn phải tiếp nhận ngôi vị của ta, quá trọng tình không phải là chuyện tốt đâu. Con chỉ cần nhớ điều này là ta không có gì phải lo lắng nữa. Nhưng mà nếu cô ta đã có con với con rồi thì cứ để cô ta ở thiên cung đi. Tôn Nhi nghĩ rằng giữ một người phàm ở trên trời không hợp với lễ pháp thiên tộc, sao phải giữ lại làm gì? Cốt nhục của thiên gia đương nhiên phải để ở thiên cung, lưu lạc nơi hoang dã sẽ không ra thể thống gì hết. Cô ta đang ở trên cửu trùng thiên, khi nào con dưỡng thương xong trở về thiên cung ta sẽ sắp xếp lại. Tôn Nhi tuân chỉ. Thiên quân, Tố Cẩm có điều muốn nói. Nàng muốn nói điều gì? Vì cô nương đó quả thật chỉ là người phàm, nhưng trong bụng cô ta đã có cốt nhục của thái tử điện hạ. Thần thiếp nghĩ nếu như thiên quân đã hạ chỉ cho người phàm đó ở lại thiên cung, chi bằng hãy hạ thêm một đạo ân chỉ ban cho cô ta làm trắc phi. Trắc phi? Mẫu thân của tiểu thiên tôn nếu như không danh không phận, sau này chào đời sẽ bị người ta cười chê sau lưng. Không được, cô ta là phàm nhân, không thể làm trắc phi của thái tử được. Không sai, nếu tùy tiện phong cô ta làm trắc phi thì sẽ làm trái với lễ pháp thiên tộc, chúng ta lại còn khó nói chuyện với Bạch Thiện của Thanh Không. Cho nên chủ ý sắc phong của Tố Cẩm thiên phi quả thật không ổn. Được rồi. Dạ Hoa còn đang dưỡng thương, bổn quân không ở đây lâu nữa, con thay bổn quân chăm sóc tốt cho Dạ Hoa đi. Phụ quân yên tâm. Ta cũng là người chứng kiến Tố Cẩm từ nhỏ tới lớn, nhưng sau càng ngày càng không nhìn thấu được tâm tư của cô ta. Dạ Hoa, phụ quân coi trọng con hơn bất cứ ai. Dù con có thể bảo vệ Tố Tố vào lúc này, nhưng nếu muốn cô ta sống bình yên ở trên thiên cung này thì không thể được đâu. Đợi cô ấy sinh con ra bình an, con sẽ cho cô ấy uống nước dòng xuyên, để cô ấy có thể hoàn toàn quên con. Bổn quân cứ nghĩ nàng là người hiểu chuyện, nhưng không ngờ nàng lại dám nói ra những lời hoang đường như vậy. Thiên quân, mảnh gương đồng này là thứ thái tử điện hạ luôn mang bên mình. Hôm điện hạ bị thương, thần thiếp đã nhặt nó về. Thiên quân đoán xem, thần thiếp nghe được tiếng ai ở trong mảnh gương đồng này? Chính là tiếng của nữ phàm nhân đó. Ý nàng nói mảnh gương đồng này là pháp khí để Dạ Hoa và cô ta liên hệ với nhau à? Thái tử điện hạ là người có tính khí thế nào, thiên quân là người hiểu rõ nhất. Nếu đúng như lời thái tử điện hạ nói là hoàn toàn không coi trọng người phàm đó, thì sao lại tặng gương đồng này? Thiên quân không phải người vẫn luôn lo lắng thái tử điện hạ sẽ thành nhị hoàng tử thứ hai sao? Cho nên những gì thần thiếp vừa làm lúc nãy là mong người phàm đó ở lại thiên cung,
ở trong tầm kiểm soát của chúng ta thì mới dễ xử lý. Được, nàng hãy tiếp tục giúp bổn quân để ý đến chuyện này. Dạ. Bái kiến Thiên Phi. Cô là? Tôi là con gái thứ hai của Trường Hải Thủy Quân Lục Tụ. Đã khuya như vậy rồi, cô đến là có việc gấp gì sao? Tôi đến để đưa thuốc bổ cho Thái tử Điện Hạ. Đây là báo vật của Trường Hải chúng tôi, ngàn năm mới có thể mọc ra một cây thủy linh chi, rất có lợi cho việc Thái tử Điện Hạ hồi phục vết thương. Như vậy đi, để ta mang vào trong đó. Người đây, công chúa Điện Hạ mau đi nghỉ ngơi đi. Nhưng sao hả? Cô còn chuyện gì quan trọng hơn sao? Tôi Lục Tụ cáo lui. Phải tìm dưỡng ít nhất 20 ngày nữa vết thương mới có thể. Không sao, người lùi xuống trước đi. Dạ. Thái tử Điện Hạ. Tam Điện Hạ, đứng lên đi. Dạ. Trong cung có động tĩnh gì không? Hồi bẩm Tam Điện Hạ, thật ra hôm qua chi qua cung đột nhiên bị cháy. Xém chút nữa là làm cô nương người phàm đã bị thương. Tại sao lại có quả quản chứ? Thần cũng không rõ, nghe nói do kỳ lân của Dực Quân Ly Kính gây ra, là chuyện ngoài ý muốn. Lập tức về Thiên Cung. Dạ. Với thân phận của ngươi, khi được gặp thái tử phải hành lễ như thế nào? Tố Tố, cấu kiến thái tử điện hạ. Mẫu phi, nàng đang mang thai, sau này không cần hành lễ như vậy. Lùi xuống đi. Dạ. Nương nương,
Thái tử điện hạ nhanh như vậy đã hồi cung rồi sao? Có lẽ vết thương không có nghiêm trọng như lời đồn đại. Thiên quân đã cho Dược Dương tới chữa trị. Dạ Hoa lại là người có tính, dù uống say cũng im lặng không nói. Rốt cuộc thương thế có nặng không? Chỉ có thái tử và người bên cạnh mới biết rõ nhất thôi. Đế quân, Phương Cửu, hôm kia ta đi ngang chỗ cung thái tử, thấy cô đi ra từ đó. Tôi tới cung thái tử để làm gì chứ? Vì hướng đó, ngoài cung thái tử ra thì chỉ có Tru Tiên Đài. Không lẽ cô tới Tru Tiên Đài ngắm trăng sao? Đúng. Đêm đó trăng đẹp vô cùng, làm tôi nhớ tới Thanh Khâu, cho nên tôi vô thức bước tới Tru Tiên Đài. Tới Tru Tiên Đài ngắm trăng à? Phải. Hôm đó cảnh đêm động lòng người, mặt trăng cũng rất là đẹp nữa. Sau đó tôi cảm thấy Cửu Trùng Thiên thật là tốt, cả ngắm trăng cũng dễ dàng tới như vậy. Mặt trăng to như vậy nè. Và trăng... Vậy à? Nếu thích thì thường xuyên tới đó đi. Đa tạ đế quân. Ti Mệnh. Có Tiểu Tiên. Người nhắc nhở cô ấy, nơi đó không phải là nơi yên bình, nên hạn chế tới đó. Tiểu Tiên hiểu rõ. Mình đã nói sai gì sao? Ti Mệnh à, Tru Tiên Đài là chỗ gì vậy? Tại sao vừa rồi tôi nói với đế quân là đến Tru Tiên Đài ngắm trăng, đế quân cứ kỳ lạ sao đó? Tôi đã nói gì sai hả? Tiểu điện hạ đến thiên cung này cũng đã được một thời gian rồi, chưa từng nghe nói gì hay sao? Tôi chưa từng nghe nói gì về nơi đó. Cũng đúng. Tiểu điện hạ đang sống ở thiên điện của các tỳ nữ, những người đó đương nhiên sẽ không dám nhắc đến Tru Tiên Đài này rồi. Vì đối với thần tiên mà nói, nơi đó vốn dĩ là một nơi không tốt đẹp gì. Những vị tiên bình thường khi đứng trên đó, nửa phần pháp lực cũng không sử dụng được. Đó là một nơi xui xẻo. Là vậy sao? Ngài không lừa ta đó chứ? Thần tiên bình thường không dám đi lanh quanh nơi đó. Tới Tru Tiên Đài để ngắm trăng à? Đế quân lười quá mới không thèm nói lại Tiểu Tiên điện hạ đó. Nhất Lãm Vương qua này đã bỏ quan mấy vạn năm rồi, mệt muốn chết. Bây giờ bắt dọn dẹp sạch sẽ lại. Đúng vậy đó, nữ phàm nhân này có gì thu hút đâu chứ. Thái tử điện hạ. Là ai kêu các ngươi đến đây? Bẩm thái tử điện hạ, là Lạc Tư nương nương kêu chúng đô tỳ tới đây hầu hạ. Hầu hạ vị tân nương nương này. Trên Cửu Trùng Thiên này chỉ có người có phẩm vị mới có nữ tỳ hầu hạ. Cô ta đâu được như vậy? Các ngươi làm vậy là phá đi thiên quy. Lạc Tư nương nương lo lắng Nhất Lãm Vương qua mấy vạn năm không ai lui tới, chỉ sợ tiên khí quá loãng không tốt cho việc dưỡng thai, cho nên bảo chúng nô tỳ. Còn lui xuống đi. Dạ. Trước đó chàng bị thương rất nặng hay không? Vết thương của chàng sao rồi? Không sao. Vậy còn nàng? Nàng bị thương ở đâu? Có sao không? Chàng nói cái này hả? Không còn đau nữa. Vết thương mà Hồng Liên nghiệp quả để lại
sẽ không hết được đâu. Sau này dùng áo che lại là được rồi. Tú Tú, thiệt thòi cho nàng rồi, nhưng ta đã hồi cung thì nàng có thể yên tâm, ta sẽ không để ai làm khó nàng đâu. Thảo nào trước đây chàng không bao giờ chịu nhắc tới người nhà của chàng, cũng không đưa thiếp đi gặp họ. Tại sao chàng không nói với thiếp chàng là thái tử điện hạ trên thiên cung? Ta xin lỗi, nhưng lúc đó ta có nói với nàng thì cũng không có gì tốt cho nàng hết. Vậy sau này chúng ta phải làm sao đây? Sau này chúng ta ở trên thiên cung, nhớ phải cẩn thận lời nói và hành động. Trước mặt người ngoài ta phải lạnh lùng với nàng, nhưng nàng phải tin ta. Làm như vậy cũng vì bảo vệ nàng. Tú Tú, bây giờ ta chỉ hy vọng nàng ở yên trong cung này, lo tịnh dưỡng cho khỏe, bình bình an an mà sinh đứa con ra đời. Nàng nhớ không được giao thiệp qua lại với bất kỳ ai. Đây sẽ là nữ tỳ hầu hạ nàng sau này. Nương nương, nô tỳ tên là Nại Nại, là nữ tỳ được thái tử điện hạ đưa lên từ tiên sơn dưới hạ giới, sau này sẽ ở lại Nhất Lãm Vương Hoa hầu hạ người. Nương nương, nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối cho người. Thật sự là thái tử điện hạ đã kêu các ngươi trở về sao? Dạ bẩm nương nương, chúng nô tỳ thật sự là bị thái tử điện hạ đuổi về. Tuy nó là một nữ nhân không danh không phận, nhưng hiện giờ cũng đã mang cốt nhục của thái tử. Nếu không có người hầu hạ, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Lúc chúng nô tỳ trở về, nghe người trong cung thái tử nói điện hạ đã đem về tẩm điện một tiểu nữ tỳ. Nữ tỳ này vốn ở tiên sơn dưới hạ giới, đưa lên hầu hạ nương nương. Tiểu nữ tỳ vừa mới đến sẽ không hiểu quy tắc trong cung, sao hầu hạ chủ nhân được đây? Dạ bẩm nương nương, người trong cung thái tử nói sau khi điện hạ về cung đã tự mình chọn bừa một tiểu nữ tỳ trong tẩm điện hầu hạ. Tiểu nữ tỳ đó không có lai lịch gì, e là quy tắc trong cung cũng không rõ. Lùi xuống đi. Dạ, dạ. Vệ rất bất an. Thiên quân kiên vệ nhất là mấy vị điện hạ quá nặng tình, đến giờ ở trong thiên cung cũng không ai dám nhắc tới nhị hoàng tử. Đường đường là hoàng tử thiên tộc lại bị giáng xuống làm Bắc Hải thủy quân. Ta thực sự rất lo nó sẽ theo vết xe đổ của nhị hoàng tử, cuối cùng tự biến mình thành kẻ hồ đồ, chỉ cần mỹ nhân không cần thiên hạ. Thiên quân nói thái tử điện hạ tới giờ vẫn chưa đề cập chuyện cưới người phàm đó. Cho dù nó nhắc tới, thiên quân cũng sẽ không đồng ý. Tố tố đó, cô ta vốn là một người phàm, sau khi sinh con xong ắt phải quay về phàm giới.
Ta chỉ đang lo chuyện này mà truyền ra ngoài, ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của thái tử, làm Thanh Khâu bất mãn. Thiên quân hiện giờ cũng lo nghĩ tới Thanh Khâu, nên đã hạ chỉ giấu kín chuyện này. Huống hồ chi cung của thái tử có hơn 100 điện, nữ tỳ hầu hạ vô số như vậy, chỉ cần người ở bên dưới không bàn tán thì sẽ không mấy ai biết được trong cung của thái tử có một điện Nhất Lãm Phương Hoa, và trong Nhất Lãm Phương Hoa đó lại có một nữ phàm nhân. Được vậy thì tốt. Thái tử tuy chưa để tâm nhiều đến cô nương này, nhưng mà dù sao cô ta cũng là nữ nhân của thái tử. Con từ nhỏ đã ở bên cạnh của bổn cung, biết quy tắc và lễ nghi của cửu trùng thiên niệm nhất. Nếu có thời gian, thay bổn cung dạy dỗ cô ta đi. Dạ, Tố Cẩm biết rồi. Thái tử điện hạ, đứng lên đi. Tạ điện hạ. Thái tử điện hạ, trận chiến ngày hôm đó khi thấy thái tử điện hạ chịu một đao của thủ lĩnh giao nhân tộc, các thiên binh thần tướng đã thất kinh hồn vía. Đúng vậy, nhưng giờ nhìn thấy dáng vẻ thật sảng khoái của thái tử điện hạ, giống như chưa từng bị thương vậy, nên không biết có phải ngài dùng kế không, đứng ra chịu một đao để cổ vũ tinh thần binh sĩ. Bổn quân nghe nói Dược quân ly kính vừa gửi tấu sớ lên, Bắc Quan đã khởi binh tạo phản, chiếm đi ba thành của ta. Thái tử điện hạ, quả thật như vậy. Đúng là sống trước chưa yên thì sống sau lại ập tới. Năm đó Ly Kính được thiên tộc đưa lên vị trí dược quân, còn Ly Quán thì bị giam giữ nơi cực hàn. Gần đây Ly Quán trốn thoát được, cho nên đã xuất binh tạo phản. Nói đúng ra là do trận đại chiến của 7 vạn năm về trước đã để lại hậu quả. Các vị là tướng lĩnh trải qua trận đại chiến 7 vạn năm trước, xin hãy kể lại cho ta nghe. Mời ngồi. Dạ, điện hạ. Nại nại à? Dạ nương nương. Trong cung của điện hạ có còn nương nương nào khác không? Hiện giờ chỉ có một mình nương nương thôi. Ngài lúc nào cũng bận vậy sao? Nghe nói thái tử điện hạ thường ngày bận rộn đến khuya để xem và xử lý tấu sớ. Nương nương khát nước phải không? Nô tỳ rót trà cho người. Không được, trong bụng nương nương có tiểu điện hạ, không được uống trà. Nô tỳ đi rót nước. Rót nước nha.
nại nại. Tự xưng là bạn của người muốn gặp người. Ta ở thiên cung làm gì có bạn chứ. Là một người đàn ông nhìn rất sang trọng. Người đàn ông sang trọng. Dạ. Tối qua sau khi cô nương đi, du y của ta có nói cô nương đang mang thai. Hơn nữa thai nhi không ổn định, cho nên ta mới tới xem. Sao ngài biết nương nương của tôi ở Nhất Lãm Vương qua? Nương nương? Không sai, nương nương của tôi là nương nương của Thái tử Điện Hạ. Ờ, nương nương duy nhất trong cung của Thái tử. Không ngờ mới qua một ngày, nương nương đã được gả vào cung Thái tử rồi. Sao Thái tử Điện Hạ vẫn chưa phát thiệp mừng? Chàng vừa bị trọng thương, mới trở về thôi. Để thần bắt mạch lại cho nương nương. Nhưng ta không biết có hợp với quy tắc hay không. Chỉ là bắt mạch thôi, chắc không phải vỡ quy tắc đâu. Dực Quân nói sai rồi. Quy tắc ở trong thiên cung này có rất nhiều. Nếu như để du y của Dực Giới chẩn mạch cho nương nương ở thiên cung của chúng tôi, người ngoài không biết còn tưởng là Dược Dương ở thiên cung này là thứ vô dụng. Để ta mời Dược Dương đến khám cho Tố Tố thì hay hơn. Vị này là... Bẩm Dực Quân, nương nương nhà tôi chính là Tố Cẩm Thiên Phi mà Thiên Quân mới sắc phong. Thật kính. Không sao. Lúc nãy gia ta nhìn thấy Quả Kỳ Lân đứng ở ngoài, mới đoán là Dực Quân đang ở bên trong. Nếu Tố Cẩm nương nương đã nói như vậy, ta cũng không cần bận tâm nữa. Cáo từ. Thiên Phi, nương nương mau hành lễ đi. Thiên Phi. Muội là người của Thái tử Điện Hạ, sau này trước mặt người ngoài thì hành lễ. Về cung muội không cần phải đa lễ như vậy đâu. Tạ Thiên Phi. Muội hiện đang mang thai, phải cẩn thận nhiều hơn. Ngồi đi. Quân thượng. Quân thượng người đi đâu vậy? Ta tới cùng Thái tử. Đi tìm Thái tử Điện Hạ thỉnh tội sao? Thái tử Điện Hạ không có ở trong cung, ta chỉ nhân tiện đến thăm vị cô nương hôm qua thôi. Thăm vị cô nương hôm qua? Điện hạ chẳng qua chỉ gặp cô ta một lần, sao lại đến thăm cô ta? Điện hạ đừng quên rằng cô ta là người của Thái tử Điện Hạ. Nàng nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ ấy nấy vì Quả Kỳ Lân làm cô ta bị thương, nên mới đưa du y tới.
Thiên cung đã có dược dư, cần gì đến du y của đại tử Minh cung. Đủ rồi, ta đối với người phụ nữ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng đừng nói nữa. Quân thượng, thần thiếp chỉ sợ quân thượng đắc tội với thái tử điện hạ, cho nên mới quan tâm nhiều vậy thôi. Bốn quân hiểu rõ, đừng nói nữa. Pháp hội sắp bắt đầu rồi, ta đưa nàng tới đó. Các ngươi làm gì vậy? Dược quân là khách quý, nhưng mà vị nương nương này là phản đồ của thiên tộc. Nương nương nên về phòng mình nghỉ ngơi cho đến khi cùng dược quân về dược giới. Các ngươi không thể cấm đoán ta như vậy, ta là dược hậu. Nương nương xin quay về cho. Các ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Nàng quay về nghỉ ngơi đi, hôm nay có yến tiệc, ta phải đi. Nàng ở trong phòng đợi ta. Quân thượng, thiếp chính là dực hậu, cũng là thê tử của chàng. Bọn họ đối xử với thiếp như vậy, không phải đang sỉ nhục chàng sao? Sỉ nhục thì đã sao, thái bình của dực tộc mới là quan trọng nhất. Mau vào đi. Khi thấy mụ được thiên quân dẫn lên cửu trùng thiên, ta đã muốn nói giúp mụ rồi, nhưng quy tắc trong thiên cung vô cùng nghiêm ngặt. May mắn là có Lạc Tư nương nương bảo vệ muội. Muội đừng sợ, đợi muội sinh con rồi mọi thứ sẽ ổn lại thôi. Nhất Lãm Phương Hoa nghe tên thì rất hay, nhưng sao nội điện lại đơn sơ lạnh lẽo đến vậy chứ? Bút và mực này cũng không phải là thứ Dạ Hoa thích nữa. Dạ Hoa không có kêu đổi sao? Mấy thứ đó là do nại nại chuẩn bị, Dạ Hoa không để ý tới. Cũng phải, Dạ Hoa suýt chút nữa đã bỏ mạng trong cuộc chiến, vừa về cung lại phải ngày đêm lo giải quyết chính sự, làm sao để ý mấy thứ này chứ? Suýt nữa bỏ mạng sao? Muội không thấy vết thương ở trên người Dạ Hoa sao? Đó là vết thương bị thần đao chém trúng. Lúc đó ta cũng ở Trường Hải, ta lo Dạ Hoa sẽ chết, cho nên ở bên Dạ Hoa mấy ngày mấy đêm, nhưng không một lần nào dám nhìn thẳng vào vết thương. Dạ Hoa trước giờ làm gì cũng cắn răng chịu đựng, dĩ nhiên không chịu nói mình bị thương nặng đến thế nào. Trước kia lúc chúng ta chơi đùa bên nhau, lâu lâu Dạ Hoa bị thương cũng không chịu nói. Vậy sao? Đúng vậy đó, cái tính lầm lì đó. Muội đừng nghĩ nhiều, Dạ Hoa từ nhỏ đã như vậy rồi mà. Từ nhỏ đã vậy? Ta lớn lên ở bên Dạ Hoa, sau này thì ta được gả cho thiên quân, nên Dạ Hoa không thèm nói chuyện với ta nữa thôi. Không nói chuyện này nữa. Linh Bảo Thiên Tôn mấy ngày nữa sẽ mở pháp hội, thần tiên tứ hải bát quan đều đến dự. Ngày ấy là sư huynh của thái tử điện hạ, điện hạ đương nhiên cũng sẽ đến đó. Còn nữa, những người có phẩm vị ở trong thiên cung đều nhận được thiếp mời, muội có muốn đi xem thử không? Không có lệnh của Dạ Hoa, tôi không thể rời khỏi đây. Muội theo ta ra ngoài, không ai dám cản muội đâu. Hôm nay là Lạc Tư nương nương muốn ta tới dẫn muội ra ngoài đi dạo. Muội muội à, nếu muội đã là người của thái tử điện hạ thì muội cũng phải học cách ứng phó với mấy chuyện này chứ. Lạc Tư nương nương. Lạc Tư nương nương cũng biết Dạ Hoa không thể lúc nào cũng bên cạnh muội, sợ muội buồn, nên kêu ta dẫn muội tới đó dự pháp hội. Muội muội à, nếu như muội đã ở trong cung của thái tử điện hạ
thì muội cũng nên coi mình là người của thiên tộc. Thiên tộc vốn là chủ nhân của tứ hải bát quan, là vua. Người bên cạnh đều là thần. Muội xem lại muội đi, nếu ra ngoài đi dạo mà cũng sợ như vậy, sau này muội làm sao có thể cùng Dạ Qua nhận giá lại của chúng tiên được chứ? Đến lúc đó có khi muội sẽ quản cả lên. Quy tắc của thiên tộc muội không biết, lỡ sau này có nói sai điều gì mong tỷ tỷ chỉ dạy cho. Được, muội yên tâm đi, ta nhất định chỉ muội thật tử tế để thiên quân hài lòng về muội. Đa tạ tỷ. Như vậy mới đúng chứ. Còn chiếc quạt này, ta thấy nó giống với pháp khí của cung Luân Hư, quạt Ngọc Thanh Cung Luân. Cây quạt này là giả. Lúc trước muội đúng là có duyên với quạt Ngọc Thanh Cung Luân. Lúc ở nhân gian, vì cây quạt đó muội còn bị người ta hại. May mắn không sao, sau này muội tặng cây quạt thật cho người khác, muội chỉ có cây quạt giả thôi. Nếu đó là quạt giả thì tốt nhất đừng đem theo bên mình, tránh gặp những chuyện phiền phức. Muội sẽ không đem nó theo đâu, muội sẽ để nó ở trong điện. Nại nại, giúp ta cất cây quạt đi. Dạ. Cẩn thận đó, dù gì muội cũng đang mang thai. Cứ yên tâm giao nương nương cho ta chăm sóc đi. Dạ.